Nay em về được 6-7 cân trồn các bác ạ. Anh em người ta đi lấy, người ta cho hết vào bao tải này này. Em bó từng cân một, chọn đều cho các bác sưu tầm nhé. Hàng bóc rừng phải nói là quá đỉnh luôn anh em ạ. Tìm đâu ra được ở thời điểm này lan bóc rừng anh em. Trước đây thì nó hàng tấn hàng tạ, nhưng bây giờ thì tìm cái này khó hơn vàng anh em ạ. Em sẽ cân cho các bác như này nhé. Ví dụ 1 cân thì em chọn cây to cây nhỏ đều nhau. Ví dụ bác nào lấy đơn số 1 này cho 180.000, các bác xem cây này rất đẹp. Cây này hàng bóc rừng nhé, xanh mướt luôn. Đấy. Cây thì cũng có cây nhỏ 1 cân tầm khoảng, em không đếm, chắc tầm khoảng 10 15 cây gì đấy. 1 cân đơn số 1. Đơn số 1 em lấy 180.000 nhé. Cái chồn em có 6 đơn thôi. Đơn số 1 em lên là 180.000. Đơn số 2. Số 2 em cũng bán là 180 mọi người nhé. Số 2 đây. Cây thì có cây to cây nhỏ. Số 3 em cũng bán là 180. Số 3 thì có mấy cái cụm này cũng được. Số 4. Số 4 đây. 4 còn nguyên bó cây rừng này. Số 4 180 nhé. Đây đều là 1 cân hết anh em ạ. Số 5 180, số 5 thì có cái cụm này thì nó thành cụm nhưng mà nó lại lá nó lại không được đẹp mấy. 180. Em bán theo cân. Số 6 là 1 cân 4. Là 250 các bác nhé. Số 6 thì hàng cũng rất là đẹp. Em tạm để ra đây. Rồi em sẽ lên một số những cái sản phẩm ở trên sàn, rất mong được sự ủng hộ của các bác. Hôm nay em lên với các bác những tác phẩm HO và những cây kẻ này, cũng như là dòng mắt đỏ mọi người nhé. Thì em lên những tác phẩm HO này. HO ở đây em vào cái chậu số 1 4 cây này. Đấy, rất đẹp anh em nhé. Chậu số 1 em bán 140.000. Chậu 5 cái trắng hiển oanh mọi người ạ. Một dòng lan huyền thoại của Hòa Bình. Chậu số 2 cũng 140.000, gồm 4 thân. Đấy, 4 thân đây các bác nhé. Đây, về các bác chơi tác phẩm thoải mái đi. Đấy. Hoa của nó đây các bác này. Siêu thơm luôn. Đấy, nhà em thì một vườn ho luôn. Em vào các bác chậu ho tiếp theo là chậu số 3 150.000. Chậu này thì có một cái dây ki ở trên này. Nó ở cái cành khác, nó chạy vào đấy. Hình như là 1, 2, 3, 4 này, 5, 5, 6, 7, 8, chục ki này. Với lại hai thân này. Hai thân này to chưa? Đấy. Chậu này em bán 150.000 các bác nhé. Đấy, cho anh em về làm tác phẩm chơi. Không quan trọng là mặt hoa, mặt huyết gì anh em nhé. Vì là cứ giò to, giò đẹp chúng ta chơi thôi. Dòng HO này khi mà đã đến tầm năm 2, năm 3 như này, sang năm các bác lấy về năm thứ 4 thì đảm bảo hoa nó siêu dài luôn và siêu nhiều. Chậu số 4 150.000 là một chậu 3 thân siêu to khổng lồ. Đấy, các bác thấy chưa? Cái lá trên này thì nó hơi táp nắng một tí, không việc gì đâu. Đấy. Nó thiếu sắt. Đây hoa đây các bác nhé. Đấy. 5 cánh trắng HO. 5 cây trắng Hòa Bình. Chậu tiếp theo là chậu số 5. Chậu số 5 là một chậu nhựa. Em bán với giá là 150.000, gồm có 3 thân. Đấy, thân già thì có ki các bác nhé. Đây, về sang năm mọi người chơi tác phẩm thì những cái hàng này phải nói là thiên thần luôn. Chậu số 6 em bán với giá là 170.000, gồm có một chậu 3 thân. Một chậu 3 thân. Đây, thân già đây. Đấy, chậu 3 thân 170.000. Chậu này thì nói thực là cây nó rất lực. Đấy, và em bán với giá là như này là giá rất là ưu ái, chấp nhận được mọi người nhé. Đấy. À, tiếp theo chậu này thì nó lại bay mất nhãn rồi, trên này nó gió căng quá nên là em bán chậu này là chậu số 7 nhé, với giá là 170.000. đây các bác thấy chưa, 3 thân siêu to khổng lồ. Đấy.
170.000. Em còn cái chậu kia mắt đỏ cánh bầu đại. Thực ra hôm nay thấy hoa nó bói như này á là mới mạnh dạn chia sẻ cho các bác thôi, vì năm kia là nó lấy về nhưng nó mất nhãn nên em không dám bán. Chậu này em bán là chậu số 8 130.000. 130.000. Còn hoa cây mẹ của nó đây nhá, cũng lấy cùng một vườn của một anh, mắt đỏ cánh bầu đại này. Đấy các bác thấy mắt nó đẹp chưa? Chậu to đấy các bác nhá. Đấy, chậu mẹ. Em vào chậu số 9 là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này thì là chậu nhựa và nhỏ hơn một chút, em bán với giá là 100.000 đồng hai thân. Chậu số 10 là một chậu kẻ ma nới. Chậu kẻ ma nới thì kẻ rất ổn định, như các bác biết là em bón rất nhiều phân hữu cơ nhưng mà nó vẫn kẻ rất đẹp nhé. Kẻ rất đẹp. Chậu này 800.000. Chậu này lá rất dày và bóng. Thực ra với giá 800.000 này thì nó tương đối cao ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đây là một cái dòng kẻ khá ổn định và không chịu ảnh hưởng của phân hữu cơ mọi người nhé. Những cái cây kẻ này em bón nhiều phân hữu cơ là mất hết kẻ này. Ví dụ cây này mất hết kẻ. Đấy. Cây mua của vườn anh Hòa Hải mất hết kẻ này. Đấy. Nhưng mà riêng với cây này thì cái độ ổn định của nó thì vô tư luôn anh em nhé. Đấy, vô tư luôn, cây này là kỳ 53 rồi. Chậu số 10 là 800.000. Chậu số 11 là một kỳ gà kẻ. Gà lá biên mọi người nhé. Chậu này thì thôi rồi luôn. Ở trên thị trường người ta bán một cái cây đen rô sọc lá biên đã 400-500.000 rồi. Em bán chậu kẻ gà kẻ rừng này với giá là 380.000 các bác nhé. Đây các bác thấy chưa? Em nuôi 2 năm nó mới được bằng này. Đấy, 2 năm từ năm ngoái năm nay. Gần gọi là tính năm thì 2 năm, tính tháng thì nó không đến. Em chia sẻ nốt cái chậu cái rổ biên này. Trước khi vào cái rổ biên thì có một cái thân siêu bẹt chư mâm rây. Hôm nọ em lên vườn anh ấy em lấy được 3 cái kỳ. 3 kỳ này thì phải nói cái chậu siêu bẹt này nó không thua bất cứ một cái siêu bẹt nào đâu anh em nhé. 2 kỳ này em bán là 200.000. Đấy. Một cái rổ kỳ này bác nào lấy cả thì em bán là 400.000 bao vận chuyển. Đây khoảng 3-40 kg đấy. Chắc là cũng tầm khoảng hơn 25-30 kg thôi. Cũng không, em cũng không đếm kỹ nhưng mà chắc con số đấy cũng tương đối chính xác. Đấy thì em bán 400.000 bao vận chuyển cho anh em. Cái rổ này về có thể lên được khoảng 10-20 chậu để sang năm các bác chơi làm tác phẩm. Thì em có những cái cây như vậy. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em.